Câu số 2. Lớn lên, hai ảnh sẽ không muốn con của mình phải mắc sai lầm gì giống như bố đã từng. Mời Lan Hương. Em nghĩ chắc là ham chơi quá. Ham chơi đúng không? Dạ. Bố đó rất là ham chơi và không muốn con như vậy nữa. Rồi, bạn đặt cược không? Dạ em không. Con Diễm, sau này có con thì em nghĩ anh Thành sẽ muốn con mình nó chuyên tâm học hành nhiều hơn. Có nghĩa là không có sử dụng thời gian của mình quá vào việc kiếm tiền, dạ. Chuyên tâm học hành nhiều hơn. Dạ. Đặt cược không? Em đừng ghé mắt nhìn ai cả. Em phải nhìn anh, người đàn ông tin cậy nhất của em bây giờ. Đây. Anh là người đàn ông nguy hiểm nhất ở đây. Không hề nguy hiểm, anh là người đáng tin cậy. Hãy em đặt cược luôn. Đặt cược đi cưng. Mời em. Có nên không? Kéo ra. Kệ. Đúng rồi. Ừ, và chia buồn với em một lần nữa. Cả hai cô luôn, nghe chưa? Tôi nói cho hai bạn nghe, hoang mang nè. Nghe xong rồi đi karaoke liền, nghe chưa? Bấm bài Hoang Mang của Hồ Quỳnh Hương nghe. Hai ổng là hai người đàn ông hoàn hảo, không có lỗi. Sợ chưa? Và không muốn con không phải dặn dò cái gì hết. Tôi sống cái thời buổi này hoàn hảo, vô tội. Giả ngoan chưa? Sốc chưa? Đàn ông đi chơi là bình thường, cứ chứ đâu mà phải tiểu xấu. Nổi da gà chưa? Cái này phải về giải quyết nội bộ. Cái này là không được, anh ơi, nội bộ cũng rồi.